Xin chào các em nha, thầy Nguyễn Thanh đây. Thầy Nguyễn Thanh chúc các em nghỉ lễ vui vẻ ha. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, lẽ ra là thầy đi chơi nghỉ ngơi chứ, nhưng mà thầy tranh thủ thầy dạy các đề ôn giúp cho chúng ta. Đầu tiên là thầy chúc các em có nhiều sức khỏe và học tập tốt để thắng lợi trong cái kỳ kiểm tra này nha. Thì trong quá trình thầy dạy video thì nó cũng khá nhanh, nếu mà có thể sơ sức một cái câu gì các em thông cảm nha. Rồi câu số 1: từ trường điều là từ trường mà các đường sức là những đường như thế nào? Thẳng song song cùng chiều về cách đều nhau. Ở đây mình thấy là thẳng song song là thẳng song song này, câu D này, thẳng song song về cách đều, ok chưa? Câu 1 ta chọn câu D nhé. Đang giải đề số 2 ôn cuối kỳ 2 năm 2023 nhé. Câu số 2: trong các quy tắc trong quy tắc bàn tay trái theo thứ tự chiều của ngón giữa, chiều ngón cái, chiều của ngón giữa của ngón cái là chiều của yếu tố nào? Ngón giữa là chỉ chiều dòng điện đúng không? Ngón cái là chỉ chiều lực từ, vậy dòng điện với lực từ coi à. Đặt bàn tay trái giữa thẳng sao cho các đường cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều dòng điện, ngón cái trở tới 90 độ chỉ chiều lực từ, dòng điện lực từ coi à. Ok chưa? Rồi câu số 3: công thức xác định độ lớn lực Lorentz là F bằng trị đó quy nhân V nhân B nhân sin alpha, hàm sin thôi, câu C, câu dài, hàm tan, cos, tan, đúng nè. Đây bị bình cũng sai. Câu 4: từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? A là góc hợp bởi hóp tuyến và vectơ cảm từ, đương nhiên có à. Diện tích tan xét đương nhiên có à. C là nhiệt độ lớn cảm ứng từ, có à. D nhiệt độ không liên quan. Từ thông phi bằng B nhân S nhân với cos của alpha liên quan gì tới nhiệt độ, đúng nè. Rồi chúng ta đến cái câu số 5: sức điện động cảm ứng là sức điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kính. Cái từ cảm ứng này, ủa có ai đúng rồi, đồng ý chưa? Rồi phải là dòng điện cảm ứng nha. Còn câu C là bởi nguồn điện hóa học là sai, câu D cũng sai luôn, ok chưa? Rồi câu số 6: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Khúc xạ là hiện tượng lệch phương gãy khúc khi tia sáng truyền xuyên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong số khác nhau. Kiếm cái câu đó rồi. Câu A: ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách hai môi trường trong số. Của nó đó hả ta? Yêu ngay cái nhìn đầu tiên nha. Câu 6 A. Ok chưa? Rồi câu số 7. Chọn đáp án sai. Chiết xuất tuyệt đối của một chất lỏng có thể bằng 1, 0,2, 1,5 được. Nhưng 0,8 là không được. Chiết xuất tuyệt đối nó phải lớn hơn một và bằng một trong môi trường chân không, nên không thể nào mà chọn giá trị 0,8, nên đáp án B là sai, hiểu chưa? Rồi câu số 8: chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, A góc khúc xạ tỷ lệ thuận với góc tới, sai nha, chỉ có sin góc khúc xạ mới tỷ lệ thuận với sin góc tới. B là góc khúc xạ luôn bé góc tới, chưa chắc. C là góc khúc xạ luôn lớn góc tới, tùy trường hợp thôi. Câu D: khi góc tới tăng dần, góc khúc xạ cũng tăng dần. Này D đúng này, sáng. Câu 8D nhá. Câu số 9: qua lăng kính có chiết xuất lớn hơn chiết xuất môi trường ánh sáng đường sắt. Tia sáng khúc xạ từ ngoài vào trong, rồi khúc xạ từ trong ra ngoài. Sau hai lần khúc xạ nó sẽ là về phía đáy lăng kính. Đây đỉnh này, chuyển thẳng nè, bị lệch về mặt bên, không phải không, lệch về đáy lăng kính là câu D nè, nghe đây là tính chất rồi, tức là chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính bao giờ cũng lệch về phía đáy lăng kính. Câu 9 chọn câu D. Câu số 10: chọn câu sai kia nói gì? Thấu kính. A thấu kính lồi rìa mỏng, đúng. B thấu kính mỏng lõm rìa dày, đúng. Lõm là phân kỳ, lồi là hội tụ. C tia sáng qua quang tâm mưu đều truyền thẳng, đúng rồi, mọi tia sáng qua quang tâm ô đều chuyển thẳng hết. Câu D: trục chính là trục đi qua ô và không vuông góc với thấu kính. Sai, hay sai chỗ này, sai cái chỗ là không vuông góc, trục chính nó phải vuông góc với thấu kính chứ, đúng nào? Rồi câu 10, câu sai chính là câu D. Câu 11: chọn câu đúng khi nói về đường truyền tia sáng qua thấu kính hội tụ. A tia tới qua quang tâm, tia ló bị gãy khúc, tầm 7, mọi tia sáng qua quang tâm đều chuyển thẳng, câu A sai. Câu B: tia tới song song trục chính
đi ló đi quái quẩy chuẩn, đi tới song song trục chính đi ló đi quái ép là sai. D, đi tới đi quái ép đi ló quan tâm chặt lắc. Ờ vậy có đúng là câu gì? Đi tới song song trục chính đi ló đi quái quẩy, câu bài đúng. Ok chưa? Đó. Thầy còn rất nhiều đề các em ơi. Còn 5 cái đề 12 chưa đụng tới nữa. Trời ơi, nhiều. Rồi, câu số 12. Đơn vị đo độ tụ thấu kính là gì? Là di ốp chứ gì nữa. Câu B. Độ tụ của đơn vị là di ốp hay là mét mũ trừ 1 nha. À, câu 13. Thấu kính có thể làm bằng chất nào sau đây? Nhôm, đồng, sắt, thủy tinh. Đương nhiên là khối chất trong suốt. Thấu kính là một khối chất trong suốt thì phải là thủy tinh thôi. Câu số 14. Để chữa tật cho mắt, người bị tật phải đeo kính. Mắt loại nào mang kính phân kỳ? Cận chứ gì nữa, đúng không? Người bị cận thì phải mang kính phân kỳ. Mắt cận ha. 14B. Mắt cận là mang kính phân kỳ. Còn mắt viễn là sẽ mang kính hội tụ. Ok chưa? Rồi. Câu số 15. Điều nào sau đây đúng khi nói về kính lúp? A là thấu kính hội tụ. Hỏi này phân kỳ là sai rồi. Câu B là thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn ngắn là có bao nhiêu? Là tiêu cự cỡ chừng 5 đến 10 cm thôi, cỡ đó là được rồi. Câu C dùng quan sát tế bào, kính hiển vi chứ. Câu D dùng quan sát ngôi sao, kính hiển vi. Ok chưa? Câu 16 là kính lúp dùng để quan sát cái gì? Vật nhỏ thôi. Câu A. Thầy nói là quan sát vi khuẩn tế bào là kính hiển vi, quan sát bầu trời là kính hiển vi. Đúng không? À, dùng để đọc những dòng chữ có kích thước lớn lớn thì mắt mới gì phải dùng kính lúp chứ đúng không? Ok chưa? Rồi chúng ta đến câu số 17 ha. Câu 17. Một cái ống dây dài 50 cm, cường độ dòng điện qua mỗi dòng dây là 10 ampere. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 25 nhân 10 mũ trừ 4 tức là số vòng dây của ống là. Ồ này tính hơi cực đấy ta. Ok. Ống dây B bằng gì ta? B bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 n lớn chia là nhân y. Không nhớ hả? Không nhớ thì vào kênh của thầy là nhớ hết. B là nhiêu? 25 nhân với 10 mũ trừ 4 bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nè. N đang tìm đúng nào? L 50 cm là 0,5. Rồi nhân với y là nhiêu? Đúng không? Bấm đuôi thầy nghe, N là nhiêu ha? Hai mươi lăm nhân mũ trừ bốn này. Nên thầy được kết quả đó em ơi. Có rồi, N bằng 994,718 gì đó, 718 vòng. Thì đây mình có đáp án D thôi, 994. Ok chưa? 17D. Đồng ý chưa? Rồi, chúng ta đến câu số 18 nha. Một hạt rotor tông chuyển động với vận tốc 2 nhân 10 mũ 6 m trên giây vào vùng không gian có từ trường B là 0,02 à, theo hướng hợp với vector cảm ứng từ góc 25 độ. Điện tích hạt rotor tông là 1,6 nhân mũ trừ 19. Lực Lorentz có độ lớn. Thuộc không? Quá dễ. F Lorentz bằng gì? Cố gắng hack tất cả các bài tập vật lý các em. Mình làm hacker vật lý đi. Q 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. V là 2 nhân 10 mũ 6. B 0,02 sin này 25 độ. Bấm thử ra bao nhiêu ha. Một phẩy sáu nhân mũ trừ 19 nè. Nhân với 2 nhân 10 mũ 6 nhân với 0,02 nhân với sin. Có rồi, 2,7 nhân 10 mũ trừ 15. 2,7 nhân 10 mũ trừ 15 Newton. Như vậy 2,7 nhân 10 mũ trừ 15 nhìn không kỹ chọn D là chắc rồi. Câu B nè là 0,27 nhân 10 mũ trừ 14 thì 0,27 nhân 10 mũ trừ 14 tức là 2,7 nhân 10 mũ trừ 15 chọn B ha.
Rồi có đến câu 19 nha, câu 19. Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32 A về không trong thời gian 0,1 giây, sức điện động tự cảm là 128 V. Hệ số tự cảm là dòng điện giảm đó ta. Dòng điện giảm E tự cảm dương, đúng rồi. Dòng điện tăng là E tự cảm âm nha. Đây dòng điện giảm. E tình cảm bằng trừ L. Delta I là I2 trừ I1 nè, chia delta T. Tương đương E tình cảm là 128 bằng trừ L đang tìm nè. I2 trừ I1 là 0 trừ 32 là trừ 32. Chia delta T là 0,1. Phải không nào? Vậy mình sẽ tính được ngay L bằng, nhớ là trừ những trường cộng nha. Thôi bấm máy tính cũng được. Ra bằng 0,4 nha các em ha. 0,4 Henry. 0,4 Henry chúng ta chọn câu gì? Câu D. Nhớ follow kênh YouTube cho thầy nha, làm hacker vật lý với thầy nha. Mình hack tất cả những bài toán vật lý đi. Rồi, chúng ta đến cái câu số 20. Một cái khung dây phẳng có diện tích 20 cm vuông, gọi đến mét vuông là nhân thêm 10 trừ 4 nha. Đặt trong từ trường có vectơ cảm từ hợp với pháp tuyến 1 góc 60. Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến ở này alpha nè. Có 0,12 dB nè. Từ thông là nhiêu? Thông đến số vòng mình tính một vòng thôi, quy bằng B nhân ớt nhân cos alpha. B là 0,12 ớt 20 cm vuông là 20 nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông nhân với cos alpha. Thế từ cầm 60 à 60. Rồi bấm máy tính giùm thầy là nhiêu ha. Phi bằng thầy cos 60 là 1 phần 2. Cái này ra là 1,2 nhân với 10 mũ trừ 4. 1,2 nhân 10 mũ trừ 4 VB. Nhẩm được mà. Đáp án là câu B, Ok chưa? Rồi. Câu số 21. Biết chiết xuất thủy tinh là 1,5 và có nước là 4/3. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang nước là thủy tinh sang nước. Vậy môi trường này một nè. Môi trường nước là môi trường 2 nè. Đúng nè. Vậy sin của y giới hạn là bằng n2 trên n1. N2 là 4/3, chia n1 là 1,5 bằng, bấm cho thầy coi 4/3 chia 1,5 là nhiêu. Tám phần chín đó, 8/9. Bấm shift sin của 8/9, shift sin answer bằng 62,73 độ. Vậy y giới hạn bằng 62,73 độ. Có đáp án không ta? Đây đây nó nè, câu C nè. Ok chưa? Rồi, 21 chọn câu C ha. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến câu số 22. Chiết xuất của nước và của thủy tinh đối với một ánh sáng đường sắt lần lượt là của nước nè. Được, của thủy tinh nè. Rồi, chiết xuất tỷ đối của nước đối với thủy tinh. Như vậy thì tỷ đối nghe cho tỷ đối nó nghe. Vậy chiết xuất của nước lấy chiết xuất của nước chia cho chiết xuất thủy tinh. Lấy 1,33 chia 1,532. Đúng không? Chiết xuất tỷ đối của nước đối với thủy tinh là lấy chiết xuất nước chia cho chiết xuất thủy tinh. Đó, bằng 0,87. Đáp án B. Còn nếu mà người ta hỏi chiết xuất tỷ đối của thủy tinh lấy nước thì lấy 1,532 chia 1,333. Các trò rõ chưa? Rồi, câu này chọn câu B ha. Chúng ta đến câu 23. Thầy hy vọng là những cái video có thể vui vẻ hơn những cái phong cách trước ha. Thật ra là những lần trước thì làm video thầy mệt mỏi quá đi. Muốn vui cũng 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 hơi khó. Câu 23. Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết xuất 4/3,
môi trường 1, môi trường 2 nè. Đúng nào? Nếu góc khúc xạ là 30 độ thì y là nhiêu? Quá dễ. Áp dụng định lực khúc xạ ánh sáng N1 nhân sin y bằng N2 nhân gì? Nhân sin R. Môi trường 1 là không khí, N1 là 1 nhân với sin của y đang tìm ha. N2 là 4 phần 3. Sin R là sin bao nhiêu? Sin 30. Cái này chúng ta xử lý máy tính thôi. Bấm 4 phần 3 nhân với sin 30 bằng 2 phần 3. Ồ, đẹp quá ta. Như vậy thì được là sin y bằng 2 phần 3. Bấm shift sin 2 phần 3. Shift sin ra 41,81. Vậy y ra bằng 41,81 độ. Như vậy 41,81 gần nhất là 4 gì? 42 câu C. Đúng không? Ok, vậy làm tròn lên 42. Rồi, câu số 24. Bây giờ là 5 giờ 24 luôn nè, đúng câu 24 luôn. Thấu kính đo độ tụ D bằng 5 dưới là thấu kính gì? Độ tụ dương là thấu kính hội tụ. Câu B bằng gì? Bỏ. Câu D bằng gì? Bỏ. Đúng nào? Chúng ta tính F ra thôi. F bằng 1 trên D. 1 chia cho 5. 0,2 mét. Mà 0,2 mét tức là 20 cm. Chọn ngay câu gì? Câu A. Độ tụ dương là thấu kính hội tụ. Đúng không? Rồi, chúng ta đến câu 25. Dễ không đứa? Rồi, câu 25. Ảnh của một vật qua thấu kính hứng được trên màn. Thầy chỉ này, cái nào mà hứng được trên màn chạm được là ảnh gì? Ảnh thật. Mà thấu kính cho ảnh thật phải là thấu kính hội tụ. Ảo nè, ảo. Ảo nè, ảo nè. Đúng không? Mà thấy đó, thấu kính mà hứng cho ảnh hứng được trên màn ảnh thật thì phải là thấu kính hội tụ. Đây con kỳ. Ảo luôn nè. Câu gì? Câu A. 25A. Ok chưa? Rồi, câu 26. Một người có điểm cực viễn cách mắt 40 cm là OCB. Đúng không? Bằng 40 cm. Để nhìn xa vô cùng mà không điều tiết thì phải đeo sát mắt cái kính. Cái người mà điểm xa nhất nhìn được có 40 cm là người bị cận nè. Mà nhớ cho thầy nè, cái kính người cận mang kính phân kỳ nghe. Ở câu B nè, ở câu D nè, hội tụ. F bằng gì? Trừ OCB bằng trừ 40 cm. Dễ đi chẳng. Kính phân kỳ tiêu cự 40 cm. Câu C. Một cái người mà nhìn xa vô cùng không điều tiết cái nhớ câu này, F bằng trừ OCB. Lúc nào cũng vậy đó. Câu 27. Thôi câu này dễ. Trên vành kính lúc ghi x10 có nghĩa là G vô cùng bằng nhiêu? G vô cùng bằng R trên F. Tương đương này, G vô cùng là 10 nè. Ở các cửa hiệu kính là đời lấy 25 nha. Chia F. Đúng nào? Kính lúp mà. Như vậy chúng ta dư sức tính được F ra là 25 chia 10 là 25 B đó. Rồi 27B ha. Rồi chúng ta đến câu 28. Thì 28. Ôi con này dễ. Một cái kính lúp có tiêu cự 8 cm, đời là 25 cm. Kính sát mắt tính độ quay giác khi ngắm chừng ở trạng thái không điều tiết. Ngắm chừng ở trạng thái không điều tiết là ngắm chừng ở đâu? Ở vô cực. Đúng là G vô cùng bằng R trên F. Thầy nói thêm nè, ngắm chừng ở vô cùng á là vị trí nào mắt đặt chỗ nào cũng được đó. R là 25 chia 8. 25 chia 8 là nhiêu? Câu A chứ nhiêu. Ok. Nhớ là follow YouTube với TikTok cho thầy luôn nghe mấy đứa ha. Rồi chúng ta đến câu tự luận nè. Câu 1 là chiếu tia sáng từ thủy tinh sang không khí. Đây môi trường 1, 1,5 nè. Không khí là N2 bằng bao nhiêu? N2 bằng 1 chứ nhiêu? Đúng nào? Tính góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt phân cách. Khi tia tới hợp với mặt phân cách góc 60 độ. Ôi giời ơi, cái này nhiều người nhầm lẫn đây. B là góc tới bằng bao nhiêu để không phòng tia khúc xạ? Vậy là N1 nè bằng 1,5 nè. N2 là 1 ha. Khoan khoan. Tính góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt phân cách. Khi tia tới hợp với một mặt phân cách 60. Để anh vẽ sơ cái hình cái đã. Nhiều bạn sẽ sai câu này đấy.
vẽ ba tiếng ra ha. Rồi tia tới hợp với mặt cách bao nhiêu? 60. Dễ tương đối theo em ơi. Đây là là góc 60 nè. Đúng nào? Vậy góc tới là y nè. Y là bao nhiêu? Vậy thì đầu tiên mình tính được y ra bao nhiêu? Y bằng 30 thôi chứ nhiêu, đúng nào? Lấy 90 trừ 60. Đúng nào? Đồng ý chưa? Rồi, mình áp dụng định lực khúc xạ ánh sáng là N1 nhân với sin y bằng N2 nhân với gì? Sin R. Mình đang vẽ con A nha các em ha. Rồi. Tương đương là N1 là nhiêu? 1,5 nè. Rồi, nhân với sin của 30 bằng N2. N2 là 1 nhân với sin của R. Chúng ta tính cho thầy con R ra bao nhiêu? Thầy xử lý từ máy tính luôn nha, 1,5 nhân sin 30. Thầy ra được là 48,59 độ, là còn là 48,6 độ. Như vậy bây giờ thầy Thanh sẽ vẽ cái tia khúc xạ này. Rồi hình vẽ tương đối thôi các em ha. Rồi chúng ta nhìn cho thầy nè. Cái góc này R nè. R chúng ta mới tính ra là 48,6 độ đúng không? 48,6 độ. Đó. Như vậy người ta hỏi điều gì nè? Người ta hỏi ta là tính góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt bằng cách. Như vậy người ta hỏi góc nào? Người ta hỏi cái góc này nè. Thầy gọi là chữ chữ beta đi. Bằng chấm hỏi. Như vậy beta là tính thế nào? Beta bằng là 90 trừ cho R, lấy 90 trừ cho 48,6 bằng. Bốn mươi mốt phẩy bốn độ. Ok chưa? Rồi như vậy thầy trò mình mới vừa giải xong qua nghe, còn có B nữa nghe. Chết rồi, hơi nhiều. Còn có B lắm nè, cho này luôn cái mời thầy chữa ít quá. Giá trị gốc tới bằng bao nhiêu để không còn tia khúc xạ? Như vậy đầu tiên mình phải muốn không có tia khúc xạ là xảy ra phản xạ không bằng. Không có tia khúc xạ khi và chỉ khi có cái gì phản xạ toàn toàn phần. Vậy mình tính sin giới hạn cái đã, sin y giới hạn N2 là 1 nha, chia N1 là 1,5. Bấm luôn, y giới hạn bằng bao nhiêu? Bốn mươi mốt phẩy tám mốt độ. 41,81 độ. Ủa phải ta. Ừ đúng rồi ha. Như vậy thì đến đây là thầy trò mình sẽ biết được rằng là vậy là y nó phải lớn hơn bằng nhiêu? Y giới hạn là 41,81 độ. Cái này đáp án đâu ra ta? Đâu thì coi lại tí xíu trên coi ha. Rồi như vậy câu B nè, góc tới phải có giá trị lớn hơn góc giới hạn. Đúng nào? Thì nó sẽ không có hiện tượng khúc xạ, tức là mỗi tia sáng chiếu tới mặt bằng cách đều bật lại môi trường cũ. Ok chưa? Con số quen để thầy dò lại các em. Làm đâu ta? À đây rồi, đúng rồi. Hèn gì thì cảm giác có gặp gặp rồi, ở đâu rồi. Rồi như bài 1 xong các em ha. Rồi bài 2. Bài 2 thì dùng màu hồng năm tính để dạy đi. Hy vọng là sẽ dễ nhanh bài này ha. Bài 2. Vật sáng AB đặt vuông góc chiếu trục chính thấu kính, cách thấu kính 10 cm là cho D là 10. Này dạy của A nha. Chúng ta lưu ý giùm thầy nè là chúng ta chỉ học vật thật nên đi dương thôi. Cho ảnh ảo. Tại sao anh thầy biết ảnh ảo? Ảnh cùng chiều nữa. Đó. Đúng không? Nhớ rõ ảnh mà cùng chiều chắc chắn ảnh ảo. Và cách thấu kính 20 tức là D phẩy phải bằng trừ 20 cm. Ảnh ảo là D âm nha. Câu hai là tính tiêu cự thấu kính. Đó. Cho biết thấu kính gì dễ đi chợ. Đúng nào? Ok chưa? Có D rồi nè, ảnh ảnh cùng chiều là ảnh ảo.
cách thấu kính 20 là D7 là trừ 20 ha. Rồi chúng ta tính F thôi. Chúng ta dùng tức là 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D7 cũng được. Hay là xài như thế này nè. F bằng D nhân D7. D cộng D7. Tất cả tổng đấy. 10 nhân với trừ 20. Chia cho 10. Cộng cho trừ 20. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này. Cái kết quả ra nhiều ta. Bao nhiêu? Phải là 20 không ta? 20 cm. Như vậy thì F dương thì nó chính là thấu kính gì? Thấu kính hội tụ. F dương thì nó chính là thấu kính hội tụ. Xong qua rồi. Không những tính được tiêu cự mà tính luôn cả là cho mình biết luôn đó là thấu kính gì luôn. Đó thôi, câu B tìm được câu ảnh dễ chi chợ. Có AB chưa? Có rồi. Chúng ta tính K rồi đã. K bằng gì? K bằng trừ D7 trên D. Trừ D7 là bao nhiêu? Là trừ 20. D là 10. Ra bằng 2 ha. Rồi, chúng ta có công thức là độ lớn K thì bằng độ cao ảnh A phẩy B phẩy chia độ cao giật là AB. Tương đương trị đó có 2 cũng ra là 2 thôi, bằng A phẩy B phẩy đang tìm. AB là bao nhiêu? Là 2. Dễ dàng chúng ta tính được A phẩy B phẩy có độ cao 4 cm. Đúng không? Dễ đi chợ mà, đúng không? Câu 2 xong. Chúng ta đến câu số 3. Câu số 3. Một kính lúp trên vành ghi là 5x hay là x5 đó. Người sử dụng kính này để quan sát một vật nhỏ. Chỉ nhìn thấy ảnh của vật khi vật đặt cách thấu kính từ 4 đến 4,5 cm. Chỉ nhìn thấy vật. Nhìn thấy ảnh khi vật đặt cách thấu kính này, này D cận nè. Này D gì? D diễn nè. Mắt đặt sát sau kính là L bằng bao nhiêu? Bằng 0 nè. Câu A. Xác định khoảng nhìn rõ của người này. Là tính cái gì ta? Tức là tính OCC, OCB chứ gì? Đó nè. Rồi, mắt người này có tật hay không? Vì sao? Dễ đi chợ. Đề lớp 11 giải năm nay dễ. Giờ còn đề 12 nè. Hơi khó chút xíu thôi. Rồi, đầu tiên thầy nói luôn là câu A nè. X5 nghĩa là G vô cùng bằng D chia F. Tương đương. G là X5 nghĩa là G vô cùng là 5 nè. D các hiệu cửa hiệu kính đó, 25. 25 và chia F. Như vậy thì chúng ta tính được là F là bao nhiêu? F bằng 5 cm. Ok chưa? Đó. Rồi, như vậy thì chúng ta xem nè. Đầu tiên bây giờ mình xét ngắm chừng ở cực cận đi. Ngắm chừng ở cực cận. Ngắm chừng ở cực cận. Thì mình có là D phẩy cận sẽ bằng L trừ cho OCC bằng trừ OCC. Ok chưa? Mà chúng ta có D cận chưa? Có rồi. Đúng nào? Đồng ý chưa? Có D cận rồi. Như vậy chúng ta sẽ tính được D phẩy cận thôi. Đồng ý chưa? Vậy D phẩy cận bằng D cận nhân với F chia D cận trừ cho F. 4 nè. F là 5 nè. Chia cho 4 trừ 5 nè. Ra này là trừ 20 nha. Cm. Mà D phẩy cận bằng trừ OCC mới ghi trên. Như vậy thì chúng ta tính được OCC là khoảng nhìn rõ gần nhất là 20 cm. Quá dễ dàng. Đồng ý chưa nào? Xác định khoảng nhìn rõ của người này mình phải tính đề biển nữa. Đó, câu B. Xin lỗi câu A còn trường hợp đó. Ngắm chừng ở đâu? Ở cực viễn. Là D phẩy viễn bằng L trừ OCV. Bằng trừ OCV. Phải gì kính sát mắt L bằng 0. Đúng nào? Rồi, chúng ta tính. Chúng ta lưu ý nè. 4,5 này chính là đề biển nè. Vật mà đặt cái cách kính xa nhất là 4,5. Chúng ta có là D phẩy viễn bằng D viễn nhân với F chia D viễn trừ F. Dấu trừ nha. 4,5 nhân F là 5 chia 4,5 trừ cho 5. Ok chưa? Bằng
tổng máy tính đi em. Ra bằng cừ 45 cm. Mà đê bãi biển bằng cừ OCV. Như vậy dễ dàng chúng ta tính được OCV bằng bao nhiêu? 45 cm. Đồng ý chưa? Như vậy phạm vi nhìn rõ, phạm vi nhìn rõ hay gọi là giới hạn nhìn rõ là từ nhiêu? Của mắt người này chỉ là từ 20 cm cho đến nhiêu? 45 cm thôi. Ok chưa? Câu B. Mắt người này có bị tật gì không? Chúng ta nhìn lại đi. Xa nhất chỉ có 45 cm thôi. Do OCV bằng nhiêu? Bằng 45 cm. Xa nhất 45 cm thôi. Do đó là mắt bị tật gì các em? Mắt bị cận thị. Mà cận rất nặng đấy nha. Đó. Đúng không? Nhìn xa nhất có 45 cm thôi. Bị cận, cận rất nặng đấy. Ok chưa? Đó, như vậy thầy trò mình kết thúc cái video giải đề số 2 ở đây. Hẹn gặp lại chúng ta ở đề số 3.